bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh công khai tình cảm dành cho người tình không bao giờ cưới. Dù bận rộn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đích thân là một điều cho người đặc biệt. Dù có sự nghiệp thành công nhất nhì showbiz, Triệu Lệ Dĩnh lại tỏ ra là một người tương đối hướng nội. Nàng tiểu hoa lừa 85 vốn là người nổi tiếng có ít bạn bè và thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn thân của cô chủ yếu là một diễn viên và MC hiện đang hoạt động trong giới giải trí Trung Quốc như Âu Dương Nana, MC Tạ Na, Trương Hàn và MC Hà Cảnh. Dù vậy, bạn bè của tiểu hoa đán 8X này luôn cho thấy sự thân thiết mỗi khi xuất hiện bên nhau, đặc biệt thể hiện sự chân thành giữa những người bạn với nhau. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Triệu Lệ Dĩnh có một tình bạn thân thiết kéo dài tận 10 năm với nữ ca sĩ Trương Bích Thần. Cô nàng họ Trương cũng là người bạn thân nhất nhì trong ngành giải trí của Triệu Lệ Dĩnh. Vừa qua chính là kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách ca sĩ của Trương Bích Thần. Để có không gian hồi tưởng và ăn mừng cùng người hâm mộ, nữ ca sĩ họ Trương đã tổ chức một đêm concert. Đáng chú ý, dù bận rộn, Triệu Lệ Dĩnh cũng không quên ngày đặc biệt của cô bạn thân 10 năm. Tối cùng ngày diễn ra concert, Triệu Lệ Dĩnh đã gửi hoa và video chúc mừng đến buổi kỷ niệm 10 năm ra mắt của Trương Bích Thần. Được biết, vì không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến gặp trực tiếp ăn mừng ngày vui của bạn, Triệu Lệ Dĩnh đã kỳ công chuẩn bị một video quay trước, vừa để chúc kỷ niệm ra mắt, vừa để chúc sinh nhật sớm Trương Bích Thần. Thông qua hành động ý nghĩa này, có thể thấy dù đã trải qua gần một thập kỷ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Trương Bích Thần vẫn luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè thân thiết này. Dù bận rộn với lịch trình cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đích thân gửi hoa tới mừng ngày vui của cô bạn, lại có kỳ công quay video gửi tới dù nàng tiểu hoa rất ít khi tự mình quay chụp những khoảnh khắc đời thường. Trong quá khứ, khi biết Trương Bích Thần có sự yêu thích với xe phân khối lớn nhưng vẫn chưa đủ động lực để bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng cô bạn thân một bộ trang trí mô tô làm quà sinh nhật. Nhờ sự cổ vũ của mỹ nhân họ Triệu mà Bích Thần đã thoải mái theo đuổi sở thích, khán giả thêm phần ngưỡng mộ tình bạn giữa hai cô nàng, cách mà họ bên nhau khiến nhiều người cảm mến. Tính đến nay, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Bích Thần đã đồng hành cùng nhau được 10 năm. Trong suốt 10 năm qua, trong cuộc sống và cả trong sự nghiệp, hai người bạn vẫn luôn đồng hành, ủng hộ lẫn nhau, trở thành nguồn động lực to lớn của nhau trong giới giải trí xô bồ. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.